pháp không bao giờ nghe. Có của không mặc sức mà ăn, hay là không ăn đi, mắc mớ làm mấy chuyện này chuyện kia làm chi cho tốn kém hao hơi này kia, vân 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 vân, toàn là nói ra như vậy. Cái người chị á, không bao giờ dám chơi với người em, mặc dù người em chưa bao giờ mở lời mượn tiền chị bao giờ. Khi đi đến một cuộc lễ, cuộc tiệc, người chị chỉ tìm những người giàu có để ngồi ăn chung bàn, để kết bạn, để nói và cười. Luôn luôn nào cũng lánh mặt người em, sợ người em làm đến đó ảnh hưởng đến mình một cái gì. Lánh mặt như vậy, tự lánh như vậy, để xếp mình như vậy, loại em mình ra một cái thành phần mà để rồi giống như là nghèo khổ. Tự thân của người chị có một điều đặc biệt là cư xử với những người làm rất là ác độc. Thậm chí đến độ mà trong thời đại này mà dám con người ta làm sai bất cứ điều gì á, lau nhà, quét nhà mà không sạch gì đó, dám cho con người ta uống nước lau nhà, dám đẩy con người ta vào trong đó. Những khi gây thiệt hại gì cho gia đình, cổ đành lòng cắt lại lương, cắt một cách nhẫn tâm bình thường như vậy mà không bao giờ cảm thấy xốn xang gì hết. Gia đình của cổ tuyệt đối mẹ, ba, bất cứ một ai đến thăm là cái việc đó, nhưng mà hoàn toàn là chỉ ở một cái nơi để dành riêng cho cái vấn đề tiếp khách như vậy thôi. Dứt khoát các phòng ốc còn lại không bao giờ cho những người khác lên, khóa cửa toàn bộ hết. Các vị cảm thấy như vậy, nhưng mà điều gì xảy ra? Trong dòng thời gian qua, cách nay 2 năm thôi, trong khi nền kinh tế suy sụp, cô này trở nên một con người thiếu nợ khoảng trên 2 tỷ bạc. Do cái gì? Do sĩ diện, cho nên dám dung tiền ra cái này cái kia để che đậy cái sự khuyết lỗ của mình, dám chấp nhận làm mọi thứ mà để chứng tỏ rằng mình là người giàu có, để không bị người ta khinh dễ, không bị người ta chê cười thế này thế khác, để tự bào chữa, để bảo vệ cái hảo danh của mình, để cuối cùng rằng đi đến cái chỗ thiếu nợ gần 5 tỷ bạc. Từ khi rơi vào trong trường hợp đó, bắt đầu đòi tự giận chết. Ngày xưa thì ăn sung mặc sướng, ngồi trên ngồi trước, làm đủ thứ, hành hạ đầy tớ kẻ tôi, làm đủ thứ chuyện, cha mẹ không cần quan tâm đến cái gì, và thậm chí đến độ là gia đình mình là nhất, tất cả mọi thứ là nhất, chỉ xu phụ và đón những người giàu có, em út mình xem như của bỏ, xem như là nó, ở đây là nó là cái nợ của mình hay gì đó, mặc dầu em mình chẳng bao giờ mượn mình cắt đồng nào. Cuối cùng bây giờ thì sao? Bây giờ cuối cùng đi đến đồi tự giận chết, nhà chuẩn bị cầm bán mà không bao giờ dám nói cho ai, một người cũng không dám nói nữa. Bây giờ điện thoại thì cũng tắt luôn, trong gia đình than với người em rằng em ơi, một tháng qua chị chỉ biết ăn mì gói, còn ngày trước không bao giờ ăn bất cứ một cái gì mà gọi là đơn giản hết á. Ăn phải là cao lương, mỹ vị, sang trọng, đến tất cả mọi thứ. Thậm chí không bao giờ cần ăn cơm ở nhà, toàn là đi ăn quán, ăn những cái nhà hàng sang trọng không. Để bây giờ cuối cùng, khi như vậy á, sợ tổn thương đến danh dự, sĩ diện mà, không dám nói cho ai. Ôm mà chịu, mà thà chấp nhận chết, chứ không bao giờ dám cho người ta biết. Bây giờ xin hỏi mượn tiền của người em để làm sao giải quyết được khoản nợ này. Ở đây tôi không nhầm vấn đề nói lên cái vấn đề gì cả, mà cái tính sĩ diện hay là quan trọng nhất là cái người giàu mà thiếu cái đức như vậy thì nguy hiểm lắm. Để rồi từ lần tôi phân tích với tất cả các vị trong vấn đề là nhân quả về nghèo giàu, các vị sẽ thấy được chỗ này. Cho nên cái người giàu cũng có cái khổ tâm của họ, khi làm ăn lớn họ cũng có cái khổ tâm của họ, mà thông thường chúng ta nói lớn thuyền lớn sóng. Cho nên có những khi chúng ta thấy họ là cất một cái nhà giàu như vậy, cuộc sống của họ ngất ngưỡng như vậy, họ là những người làm ăn lớn như vậy, chúng ta cảm thấy khát vọng và ngưỡng mộ. Nhưng mà liệu rằng khi trong cuộc sống đó chúng ta có an lạc, có hạnh phúc, có tận hưởng được những gì mà chúng ta đã tạo ra trong cuộc sống hay không mới là quan trọng. Còn cái chuyện có đó, chúng ta có thể có được, nhưng mà có được để làm gì? Có được để đau khổ, có được để đài đọa, hay là có được để đem đến lo lắng và sợ hãi, bất an cho cuộc đời mình? Ở đây là các vị nên để ý. Nỗi khổ của người nghèo, người nghèo khổ không? Người nghèo có cái khổ khác. Người nghèo không có lo sợ mất, người nghèo không có lo sợ người ta tống tiền, người nghèo không có lo sợ người ta mượn tiền, người nghèo không có lo người ta dụ khỉ mình để làm cái gì đó. Chúng ta không có bận tâm chuyện đó. Nhưng mà chúng ta có cái nỗi khổ riêng của nó. Cái nỗi khổ riêng của người nghèo là gì? Cuộc sống bẩn chật, khó thực hiện một ước mơ. Bệnh hoạn không có tiền, tất cả mọi thứ không có tiền, thương con cái không có tiền,
thậm chí đến có người yêu mà cũng không biết lo làm sao nữa. Cho nên khi nghèo cũng khó mà có người yêu nữa các vị. Tôi nhớ Victor Hugo có nói một cái câu như thế này. Ông nói khi nghèo khó đến nhà thì tình yêu cũng đội nón ra đi. Là cái câu của ông nói vậy, có không? Tôi thì không hiểu có hay không, nhưng mà các vị có không, các vị tự kinh nghiệm biết. Xin thưa các vị, trong cái cuộc sống nghèo khổ, nó cũng làm cho chúng ta rất là thiệt thòi. Không muốn nhưng mà nó vẫn là như vậy. Cho nên có một cái bài thơ của cái ông mà Mặc Giang á, ông có đặt về nỗi lòng của người nghèo, thì tôi có nhớ loáng thoáng mấy câu là gì nè. Khi thiếu thốn mới thương người nghèo khó, khi chật vật mới thương kẻ gian nan. Rồi cái câu kết ông kết là gì? Khi nghèo khó thì người ta cũng không có dám cho vay. Rồi tất cả mọi thứ là khi mà mình nghèo đó là cái gì cũng thiệt thòi. Khi hết đường, khi bí lối thì không có đường để chạy. Rồi khi tất cả những sự nợ nần đanh vay, rồi muốn mượn, muốn vay gì cũng không có cho được. Thì đại khái ông nói như vậy. Nói để đến cái đường cùng của một người nghèo rồi đó, thì chúng ta gặp rất là nhiều đau khổ. Rồi trong tình cảm, tôi nói thật, ở Việt Nam mình là cái cuộc nghèo khó đã từng trải qua. Và những cái người mà người ta đã đi trước á, người ta cũng từng đem cho mình một cái kinh nghiệm. Các vị đã từng nghe qua cái bài hát là Nhẫn Cỏ chưa? Có nghe bài Nhẫn Cỏ chưa? Còn sao nữa? Cái câu kết của nó là em về quăng nhẫn cỏ ra sân. Có nhớ cái câu đó không? Để em đeo nhẫn cưới huy hoàng, người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ thì em chẳng bận tâm gì. Có phải vậy không? Chính cái chỗ đó nó nghèo khổ nên em đến cái sự tủi thân. Nó bây giờ có người yêu cũng mất nữa. Cho nên chính ở chỗ này, tại sao con người người ta có cái hướng làm giàu hay là muốn giàu, mà để rồi chúng tôi từ từ phân tích và chia sẻ với các vị trong những điều rất đơn giản, rất đời thường này mà nó rất là thú vị. Ngày xưa Nguyễn Bính từng khuyên con rằng: con ơi, chớ lấy chồng thi sĩ, nghèo lắm con ơi, bạc lắm con. Tức là ông dặn con gái ông như vậy. Tức là ông cuộc đời chính bản thân ông là một thi sĩ có tiếng tăm như vậy, nhưng mà cuộc đời rất là lang bạc, rất là đau khổ. Mà thử thật với các vị, chưa có một nhà thơ nào là một nhà giàu cả. Doanh nghiệp thì giàu thì có, nhưng mà nhà thơ thì sống bằng lý tưởng, hay sống bằng tưởng tượng, bằng cái cuộc sống rất là phóng khoáng của mình. Cho nên phần lớn với những cái người thơ ca là không có giàu. Và vì vậy trong cuộc đời ông không giàu, ông không có tiền, ông đã hận cuộc đời. Ông đã từng mất tình cảm qua những cái đồ do ông không đủ tiền để đáp ứng những nhu cầu của người thương mình. Cho nên ông đã từng mất những người yêu trong những cái đó. Cho nên ông đã rất hận. Ông đã nói lên mấy cái bần thơ là: người ta đi lấy cái giàu sang, rời cả keo sơn bỏ đá vàng, gần nửa đời thôi tôi đã khóc, hai lần hai chuyện bước sang ngang. Sở dĩ không có đạt được mục đích của tình cảm của mình là chính vì gần nửa đời thôi tôi đã khóc. Gần nửa đời là bao nhiêu tuổi? Đời người nhiêu? Em ơi có hay chăng 60 năm cuộc đời. Bình quân con người chúng ta là 60 năm. Thật ra con người chúng ta sống có thể trên rất là nhiều, nhưng mà người ta mặc định là như vậy để người ta lấy cái mức chung chung. Như vậy gần nửa đời thôi là khoảng nhiêu? 27, 28 chứ nhiêu? Gần nửa đời thôi tôi đã khóc, hai lần hai chuyện bước sang ngang. Có nghĩa là hai lần mà tình duyên không thành gì hết. Thành ra chính cái chỗ đó ông cảm thấy rằng cái nghèo khó nó đem đến cho ông thất bại trong cái tình trường như vậy. Cho nên lúc trước tôi nhớ ở xã hội bình thường nó nói câu gì nè, gì 1000 tiếng nói không bằng cái khói của Hồng Đà, phải không? Có không? Có không? Bị rồi hả? Cho nên chính cái chỗ này đã đưa đến chúng ta một cái kinh nghiệm. Vì vậy cho nên có những con người thấy được cái bị tủi nhục chỗ này, đau khổ chỗ này,